Tiếp tục chương trình hôm nay, thưa quý vị, người Cộng sản gọi thời đại họ đang sống là thời đại Hồ Chí Minh. Dân giang hồ gọi thời đại họ đang sống là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Dân ma túy trích trác gọi thời đại họ đang sống là thời đại hoàn kim, nghĩa là có những dịch vụ bán kim hoàn hảo. Dân bảo kê nhà hàng khách sạn lâm tặc, sa tặc, thảo tặc, sa lầu tặc, nói nôm na là xã hội đen, gọi thời đại của họ là thời đại bác kính yêu. Dường như có hàng trăm cách gọi về thời đại của mình trong lúc này tại Việt Nam. Cách gọi tên thời đại tùy thuộc vào cảm hứng cũng như đặc trưng công việc vùng miền. Nhưng cái tên thời đại hốt tất liệt thì có vẻ lạ nhất, nghe có vẻ phim tàu, rắc tàu. Và là hơn nữa là cái tên thời đại này lại xuất hiện khá nhiều ở miền Nam, ở những người đấu tranh cho dân chủ, kêu gọi bảo vệ môi trường, chống bành trướng Trung Quốc. Điều này dễ gây hoang mang về tính hai mang của họ. Nhưng không phải vậy. Mời quý vị đến với bài viết của blogger viết từ Sài Gòn gửi về qua tựa đề Thời đại hốt tất liệt, giọng đọc của Nguyên Lam sau đây. Giải nghĩa thời đại, một bạn trẻ người Công giáo đã nói rằng hốt tất liệt là hốt tất tần tật mọi thứ và làm tê liệt đến tế bào tự chủ cuối cùng của con người. Để chứng minh điều mình nói là đúng, bạn trẻ này nêu ví dụ mới mẻ nhất trong vài ngày trở lại đây về vụ một đại biểu quốc hội đưa ra ý kiến, người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới, nhằm đặt vấn đề về thu thuế đối với họ, và trước đây, một người giờ chắc cũng đang mục rửa cùng dung dế, ông Giàng Sao Phử, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam từng nói, người bán vé số có thu nhập cao ngất ngưỡng. Tất cả những phát biểu này cùng nằm trong một loại tư duy rất chung của người Cộng sản, đó là tư duy hốt tất liệt, trong thời đại hốt tất liệt. Bởi chỉ có thứ tư duy hốt tất tần tật không ngoại trừ thứ gì, và dây thần kinh con người đã bị liệt, không còn biết phải trái, hốt cho đến khi đối phương tê liệt mọi thứ, mất khả năng tự chủ, mới nghĩ ra được những thứ thuế, phí, mà nghe qua không thôi, người có chút lương tri cũng đã cảm thấy buồn nôn. Nhẹ một chút thì buồn nôn, vì chuyện giá xăng, giá dầu, giá cước trạm BOT, giá cước các dịch vụ công cộng thi nhau tăng một cách bệnh hoạn. Tiếp đến là bất kỳ thứ gì có trong nhân dân, nhà cầm quyền, giới chức cũng nghĩ đến chuyện biến nó thành thuế, phí. Ngay cả đến người bán vé số, người bán trà đá cũng không tha cho họ. Thuế, thu phí, thu giá, rồi không biết đến thu gì nữa. Nhưng vì sao người Cộng sản chỉ nghĩ đến chuyện hốt, hốt và hốt vậy? Bản chất của họ là gì? Điều này cũng nên nhìn lại cái gốc hình thành của người Cộng sản một cách thực tế. Bớt mơ mộng và cũng đừng mạ lị họ nhiều, bởi chúng ta đã tự rước khỉ về nhà, rồi đưa chúng lên phòng khách ngồi ghế salon, bảo chúng xem tivi, đưa chúng vào phòng tắm và chỉ dĩa trái cây trên bàn thờ cho chúng, thì đừng bao giờ mạ lị chúng, bởi điều này vô nghĩa. Tôi nói chúng ta ở đây là đang đứng trên bình diện của những người có công cách mạng, mà hầu hết đang nếm trải mọi khổ ải, từ việc bị áp chế, bị thu hồi đất vô căn cứ, bị người Cộng sản đẩy ra đường để lấy nhà. Con số này, xét trên cả nước còn đông hơn cả những người từng tham gia bộ máy chính quyền miền Nam Việt Nam. Từ những năm đầu thập niên 1950, ai đã sống trong quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, hưởng mọi chế độ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, để ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản. Rồi những thập niên sau đó, ai đã đưa và giấu giếm Cộng sản tại miền Nam, khiến cho họ nhiều hơn cả lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Đến 30 tháng 4 năm 1975, ai đã ra đường xếp hàng để chào mừng bộ đội Cụ Hồ trên thành phố Sài Gòn? Và đến nay, hàng ngàn hàng chục ngàn cái vẫy tay reo mừng đó, có cái nào tiếp tục vẫy reo mừng, có cái nào phải hô lên trời kêu khổ? Chỉ chừng đó,
cũng đủ thấy cái giá mà cả dân tộc này phải trả cho việc rước khỉ dòm nhà, bởi bản chất của người cộng sản là vô sản. Đưa một thằng không có gì vào chỗ có nhiều thứ, thì nó phải khoắn nhiều thứ, khoắn cho đến bao giờ thỏa cái thèm, cái đói của nó mới thôi. Đến khi mọi thứ trở nên thừa mứa, thì thứ nó khoắn không phải là bữa ăn, cái nhà nữa, mà là sự rên xiết của đồng loại. Cho đến thời điểm hiện nay, khi mà mọi thứ đã trở nên thừa mứa, trương nở vô tội vạ và không quản lý được, thì đó cũng là lúc mà mọi thứ nhu cầu bệnh hoạn phát sinh. Có thể nói chưa có thời điểm nào mà mọi thứ bệnh hoạn phát sinh trong cơ thể đảng Cộng sản nặng nề hơn lúc này. Bạo trưng thu, bạo thuế, bạo phí, bạo giá, như một căn bệnh phát sinh trong cơ thể chính trị Cộng sản sau khi chè chén quá độ. Và nếu như trước đây vài thập kỷ, người Cộng sản tỏ ra tàn bạo trước nỗi khổ của đồng bào là vì họ thiếu thốn, họ cần tranh ăn và vơ vét bằng bạo lực. Đến lúc này, họ ít tỏ ra tàn bạo hơn, nhưng lại tỏ ra dửng dưng, máu lạnh và cười cợt trên nỗi đau của đồng bào hơn, là vì họ đã đến thời kỳ bệnh hoạn. Họ không thiếu đói cơm áo gạo tiền, nhà cửa xe cộ nữa, mà họ thiếu đói những trò chơi bạo liệt, tàn nhẫn hơn. Tận thu, tận vét, tận hốt của dân nghèo lúc này cũng là trò chơi họ vừa sáng tạo trong thời đại mới của họ. Thời đại này có nhiều người gọi là thời đại hốt tức liệt, nhưng trên thực tế, nếu gọi đúng tên của nó, có lẽ phải nói đây là thời đại của những trò chơi mới. Khi nhân dân tê liệt, họ hốt tức tần tật, và khi hốt đủ, họ cần cảm giác tê liệt của những con nghiện. Giả sử con nghiện cần tê liệt mọi đau khổ, thì không ít người Cộng sản cần được tê liệt mọi nỗi nhục trong tiếng thân bằng cách hành hạ đồng loại. Và trong cuộc chơi này, đồng loại nghèo khổ, càng rên xiết thì cuộc chơi càng máu. Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật đặc khu được đưa ra bàn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Những người quan tâm cho rằng nếu dự luật này được thông qua, có thể dẫn tới mối nguy an ninh quốc phòng, nhất là trong bối cảnh nhà cầm quyền Trung Quốc tiến hành chính sách gây hấn, quân sự hóa các thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông. Ghi nhận của Mỹ Lan xung quanh vấn đề này, mời quý vị cùng nghe. Từ ngày 21 tháng 5 đến 15 tháng 6 năm 2018, Quốc hội khóa 14 họp và thảo luận về đề án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phòng Phú Quốc. Trong dự luật này, ngoài các ưu đãi về thuế và chính sách dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà chuyên môn cũng như dư luận đặc biệt quan tâm đến chính sách mà theo đó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xem xét chấp thuận cho thuê đất đầu tư lên đến 99 năm. Nhóm ý kiến ủng hộ cho rằng thời hạn mở rộng lên đến 99 năm quyền thuê và sử dụng đất sẽ là một ưu điểm vượt trội so với thời hạn 70 năm như luật đất đai hiện hành, giúp thu hút vốn đầu tư và cho phép các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm hơn khi quyết định đầu tư dài hạn tại các đặc khu kinh tế đặc biệt. Đây cũng sẽ là mục tiêu giúp các đặc khu có sức cạnh tranh quốc tế, có sức lan tỏa và tạo đòn bẩy tăng trưởng kinh tế cho cả nước. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ đối với những ưu đãi kinh tế nhằm thu hút đầu tư tại các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tuy nhiên, ông đưa ra những cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh quốc phòng tại những vị trí này. Chỉ cần nhìn bản đồ thấy rõ nó nằm dọc theo bờ biển, nó như cái trận chiến phong, cái bình phong nhìn ra Biển Đông. Mà ai biết Biển Đông là một cái nơi đang rất nhiều, có rất nhiều cái phức tạp trong cái việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Và ai cũng biết rằng Trung Quốc đang lấn chiếm cái Biển Đông ấy. Ông Dương Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến vị trí địa lý của quần đảo Vân Đồn, vốn nằm ngay trên vịnh Bắc Bộ, cách đảo Hải Nam không xa và gần với biên giới đường bộ của Trung Quốc. Ông nói tiếp. Dẫu sao mỗi một quốc gia, một dân tộc phải có những cái bài học riêng của mình, chứ không thể nói đặc khu ở đâu cũng như đâu. Cho nên cứ cảnh giác còn là hơn. Thì chúng ta còn có thể giữ được những quan hệ tích cực tốt đẹp, ngăn chặn những cái tiêu cực.
Đồng quan điểm với ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kỳ họp Quốc hội khóa 11-12 Lê Văn Cuồng cảnh báo cần thận trọng hơn đối với thời hạn cho thuê đất kéo dài quá lâu như dự luật đề xuất. Cái vấn đề này là cũng cần được đặc biệt quan tâm đấy, bởi vì là cái vấn đề an ninh quốc phòng phải đặt trên hàng đầu, trên là kinh tế, chứ không phải là vì kinh tế mà có thể đánh đổi như là quá nhiều những các cái vấn đề thuộc về cái lĩnh vực an ninh quốc gia. Thực tế cho thấy tại một số khu kinh tế, mà cụ thể khu công nghiệp Vũng Áng Hà Tĩnh, khu vực dự án Bô Xít Tây Nguyên, khu công nghiệp Đồng Kỵ Bắc Ninh và một số dự án khác trải dài từ Bắc vào Nam do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, sự xuất hiện của một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc cùng những cửa hàng, biển bảng, đường phố bằng tiếng Trung khiến dư luận trong nước vô cùng bức xúc và quan ngại về tình trạng di dân của người Trung Quốc tới Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, blogger Trần Bang, thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho biết, đối với một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với giá trị hơn 11.000 tỷ đô la Mỹ, việc các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ ra một vài tỷ đô la Mỹ đầu tư tại Việt Nam nhằm hợp thức hóa việc di dân tới những vị trí trọng yếu là điều hết sức dễ dàng và có thể tạo nên những thế lực mà ông này gọi là hắc ám đối với dân tộc Việt Nam. Ông Trần Bang nói. 99 năm là rất là dài, nó có thể kéo dài thì 3-4 thế hệ, ảnh hưởng rất là xấu đến cái an ninh quốc phòng. Nhất là hiện tại bây giờ thì Việt Nam vẫn bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa rồi đường lưỡi bò. Thêm những cái thứ mà họ sẵn sàng bất chấp luật pháp quốc tế. Nhất là họ lại đang có sẵn những cái âm mưu như vậy. Thế mà khi mình đã ra luật như vậy thì mà người ta mua, người ta chẳng hạn như đấu giá, chẳng hạn người ta trả giá cao là phải người ta có thể dùng chính cái luật của mình và họ dùng cái đồng tiền đối với họ không là bao nhiêu để họ sẵn sàng đưa một cái giá cao để họ phê được những cái đất ở trong ba cái đặc khu rất là quan trọng. Đúng là ba cái điểm mà đầu giữa đất nước thì nó kết hợp với đường lưỡi bò, kết hợp với Hoàng Sa Trường Sa thì Việt Nam là hoàn toàn nằm trong tay họ. Mặc dù đến ngày 15 tháng 6 tới đây, Quốc hội mới chính thức bỏ phiếu để quyết định thông qua dự luật đặc khu, đã có nhiều ý kiến cho rằng dự luật này đã được ngấm ngầm thông qua từ rất lâu, bởi trên thực tế, giá đất tại các khu vực như Vân Đồn, Phú Quốc trong thời gian qua đã tăng chóng mặt, đẩy thị trường bất động sản tại những nơi đó vào tình trạng đi tắt đón đầu. Blogger Trần Bang bày tỏ quan điểm. Cái thế lực họ nghe tin là có ưu ái cho ba cái khu vực này. Họ đã ra đấy, họ mua đất, họ gom đất từ lâu. Thế và nếu mà bây giờ mà lại Trung Quốc nó nhảy vào và nó trả giá cao là họ sẵn sàng, họ đồng ý, họ tức là cho đền bù đấy, xong là để cho thuê đấy. Chứ Việt Nam thì cũng chẳng có thể bán được, tại vì đâu có sở hữu đâu bán. Thế nhưng mà cái đền bù họ bắt phải buộc đền bù giá cao thì những người đã mua đất, gom đất từ trước đến nay sẽ nhận được cái đền bù rất cao so với cái vốn người ta đã bỏ ra rất là rẻ mạt. Đây cũng là quan điểm mà một số vị đại biểu Quốc hội đưa ra tại kỳ họp Quốc hội lần này, mà theo họ, thời hạn cho thuê đất lên 99 năm chỉ có lợi cho những nhà đầu tư bất động sản hoặc những ý đồ khác muốn trục lợi từ chính sách ưu đãi của chính phủ Việt Nam đối với những đặc khu kinh tế trên. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh, việc các doanh nghiệp làm ăn chân chính không yêu cầu mức thời gian quá dài như là một lợi thế để quyết định đầu tư. Ông cho rằng, nếu Việt Nam tạo được một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và thuận lợi, thì chắc chắn sẽ thu hút được các nhà đầu tư đến và gắn bó lâu dài. Trước những quan ngại về an ninh quốc phòng mà luật đặc khu có thể gây ra, những vị nhân sĩ, trí thức thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và những cảm tình viên của câu lạc bộ này vào ngày 29 tháng 5 đã ra tuyên bố yêu cầu Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội cùng các đại biểu bãi bỏ việc thảo luận và thông qua luật này.